quản lý như thằng lôi đó. Đúng rồi, cái e của thằng béo con người thằng lôi ấy cho nó hơi rồi khống chế. Ê, anh em chơi không? Đợi nó lôi con chơi. Chơi chơi chơi. Đâu rồi? Bạn ơi, đâu? Ui, chết rồi. Chết mẹ hết. Hài đó. Mày sao? Mày sao? Sao? Ghét bạn với tao.